Tiên tập viên Mỹ Linh, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, tranh cãi quanh những cây tre ngoằn nghèo tại tiệc trà chiêu đãi ông Tập. Ngày 13 tháng 12, Hoa tiếng Việt có bài cây tre uốn lượn tại tiệc trà trọng Tập Cận Bình gây tranh cãi. Theo đó, các bức ảnh ghi lại buổi tiệc trà giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc, được trang trí bằng những cây tre uốn lượn, dẫn đến nhiều lời bình luận trái chiều trong công chúng Việt Nam. Hoa dẫn báo chí nhà nước cho biết, tiệc trà giữa chủ nhà là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và quốc khách là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra chiều ngày 12 tháng 12 ở Hà Nội. Một số bức ảnh trong các bản tin cho thấy, hai ông Trọng và Tập ngồi thưởng trà với những cây tre uốn lượn được bày cả trước mặt lẫn sau lưng. Hai bên là quốc kỳ và cờ đảng của mỗi nước. Và cho biết, nhiều người và một số hội nhóm trên mạng xã hội đưa ra quan sát chung rằng, những cây tre đó hàm ý nói đến ngoại giao cây tre của Việt Nam, bài đăng trên đài voa. Và dẫn bình luận của một số người nổi tiếng, nói rằng không hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đưa ra thông điệp gì từ những cây tre cong queo. Ngoàn ngoèo, dị dạng, lươn lẹo như vậy, trong khi quan niệm lâu nay trong dân gian Việt Nam là những cây thuộc họ tre, trúc, tượng trưng cho người quân tử ngay thẳng. Cựu đạo diễn truyền hình Song Chi nhấn mạnh rằng, bà trà thấy đẹp và đặt câu hỏi sao không trưng hai cây tre thẳng, dáng đẹp. Nhà văn Nguyễn Đình Bồn có quan điểm tương đồng khi ông viết trên trang nhà của mình. Tre có nhiều loại tre phải chi thay cây trúc cong queo, kia là các bụi tre đằng ngà và tầm vông thì hay biết mấy." Hoa giải thích, "Tre đằng ngà và tầm vông thường được nhắc đến trong sách vở Việt Nam, như là những loại vũ khí hay ý chí chống giặc ngoại xâm trong quá khứ." Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết trên trang riêng của ông rằng, "Cả ở Việt Nam lẫn Trung Quốc, cây tre biểu tượng cho người quân tử. Cây tre quân tử là cây tre thẳng, người ta tin tưởng bậc quân tử vì sự chính trực, không cong vẹo ngả nghiêng." đánh giá về cây tre tại tiệc trà của hai lãnh đạo Việt Trung, ông Tuấn viết rằng, nó ngoằn ngoèo không ra hình dáng phải có của một cây tre quân tử. Nếu cây tre này thể hiện Việt Nam, thì Việt Nam là đối tác không thể tin cậy được. Theo tôi, Dân Hoa sẽ đánh giá thấp trình của phía Việt Nam về vụ này. Ông Tuấn viết, những cây tre uốn lượn được bày tại tiệc trà của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hoa cũng cho hay. Những người trong giới chơi bonsai dẫn ra thành ngữ chúc rộ cháy đốt ngay vẫn thẳng và bày tỏ thất vọng khi đảng cộng sản Việt Nam sử dụng cây bonsai uốn éo. Họ lưu ý rằng trong giới chơi bonsai ít người uốn tre, trúc cong queo vì không đẹp và không hợp phong thủy. Hoa dẫn lời nhà nghiên cứu sử khảo cổ văn hóa Trần Đức Anh Sơn cho rằng có ba ý từ những cây tre tại tiệc trà của hai lãnh đạo Việt-Trung: hàm ý biểu tượng của chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, ẩn ý. Việt Nam có thánh gióng từng nhổ tre đánh giặc ân tan tác. Khách đến thăm nhà nên biết chuyện này, lưu ý, tre là thức ăn của bọn gấu trúc, cẩn thận lưu ý kẻo nó đợp đấy. Gấu trúc được xem là quốc bảo và biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, theo Hoa, có những người và các trang được xem là ủng hộ chính quyền Việt Nam, như yêu dân tộc Việt Nam, tôi yêu công an nhân dân Việt Nam, xây dựng đảng, thông tin chống phản động, lập luận rằng cây tre tại tiệc trà của hai ông trọng tập chung một gốc và uốn lượn sang hai bên ngụ ý rằng, hai quốc gia tương đồng về gốc rễ, văn hóa và hiện tại là hai nước độc lập, cân bằng. Những người và các hội nhóm được xem là ủng hộ chính quyền, bày tỏ tự hào cả về nền ngoại giao cây tre của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lẫn về phong thái tự tin của ông khi tiếp chủ tịch của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin. Tranh cãi quanh những cây tre ngoằn nghèo tại tiệc trà chiêu đãi ông Tập. Bành Lệ Viện, tiếng hát máu được đảng đặt trên đầu. Khi ông tập cận bình cùng vợ đến nội bài, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin về chuyến thăm, đồng thời, rất nhiều tờ báo viết bài ca ngợi bà Bành Lệ Viện đệ nhất phu nhân của Trung Cộng. Đây là một người có nhiều ân oán với lịch sử dân tộc Việt Nam. Báo chí được chỉ đạo khai thác nhiều khía cạnh về bà, đặc biệt là về mặt tiểu sử, giống như bà Bành Lệ Viện là một quan chức nhà nước của Việt Nam vậy. Bành lệ Viên hát động viên tinh thần lính Trung Quốc trong trận đánh vị xuyên năm 1984. Nhiều nguyên thủ quốc gia khác sang thăm Việt Nam cùng với phu nhân, nhưng không có trường hợp nào báo chí được chỉ đạo để ca tụng như đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành lệ viện. Dường như Đảng Cộng sản Việt Nam đã quên rằng bà Bành từng cất lên tiếng hát thúc giục quân xâm lược Trung Quốc xả súng vào người Việt Nam. Cuộc chiến Việt Trung bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 với việc đặng tiểu bình xua 60 vạn quân tràn vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc, tàn sát người dân Việt Nam. Đây là một cuộc chiến thảm khốc, quân tàu bị đẩy lùi sau một tháng bắn giết bừa bãi và tàn phá Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, mà còn kéo dài âm ỉ trong suốt hơn 12 năm dòng dã sau đó, với chiến trường ác liệt nhất là mặt trận vị xuyên trong thập niên 1980. Bà Bành Lệ Viện vợ ông Tập Cận Bình hiện nay vốn là một văn công của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Bà gia nhập quân đội sau khi quân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến xâm lược Việt Nam một năm. Khi đó bà Bành chỉ mới 18 tuổi, Bành Lệ Viện sinh ra ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô là con gái của một quan chức phụ trách văn hóa. Cho nên, bà Bành được xem như là một hạt giống đỏ trong chính quyền Cộng sản. Lý lịch đỏ cộng thêm ngoại hình dễ nhìn, đồng thời đem hết tài năng để phục vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, giúp bà Bành trở thành nhân vật vua biết mặt. Chúa biết tên, một nhà phê bình âm nhạc Trung Quốc cho biết, có đến 90% bài hát của bà là ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nổi tiếng trong vai trò chiến sĩ văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến sĩ văn hóa Bành Lệ Viện hát động viên quân Trung Quốc tại mặt trận Lão Sơn năm 1985. Nếu nói, những người lính cầm súng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc giai đoạn năm 1979 đến năm 1991 là những người dùng súng bắn vào Việt Nam, thì bà Bành là người dùng tiếng hát để thúc giục quân xâm lược Trung Quốc tấn công Việt Nam. Năm 1985, bà Bành đã hát động viên quân Trung Quốc tại mặt trận Lão Sơn. Ngoài ra, bà cũng từng hát động viên quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn. Ngay sau vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989, giết chết hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Có thể nói, hát của bà Bành là một tiếng hát máu, trong đó có máu của người Việt và máu của chính người dân của bà, những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thảm sát tại Thiên An Môn. Bành lệ viện được bạn bè giới thiệu với Tập Cận Bình vào năm 1986, khi ông Tập đang giữ chức phó thị trưởng thành phố cảng phía đông Hạ Môn Phúc Kiến. Cặp đôi này kết hôn vào ngày 1 tháng 9 năm 1987. Và từ năm 2012, bà trở thành đệ nhất phu nhân sau khi ông tập lên nắm chức chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếng hát bành lệ viện động viên quân đội thảm sát tại Thiên An Môn, tiếng hát của bà vấy máu chính người dân của bà. Việc đón tiếp ông tập theo nghi thức quốc gia và đón tiếp bà bành trong vai trò đệ nhất phu nhân là chuyện lễ nghi. Tuy nhiên, việc chỉ đạo cho báo chí tầng bốc bà bành lệ viện lại là chuyện khác đây là hành động chẳng khác nào nhận giặc làm cha của đảng cộng sản việt nam dường như đảng cộng sản việt nam quên rằng trong xương máu của những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược phương bắc và cả xương máu của những người dân vô tội bị kẻ thù thảm sát có sự góp phần của tiếng hát máu bành lệ viện cho đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không dám gọi quân Trung Quốc đã tấn công Việt Nam năm 1979 là quân xâm lược. Đã vậy, thằng còn ca ngợi tiếng hát máu Bành Lệ Viện thì có thể nói Đảng Cộng sản mang bản chất của những kẻ bán nước cầu vinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin Bành Lệ Viện, tiếng hát máu được Đảng đặt trên đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Thu Phương vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI Thời Báo .de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.